Cuối cùng bạn cũng đã có thể tự tin điều trị bệnh vật nuôi một cách đơn giản. Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trinh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách đơn giản nhất để các bạn có thể điều trị bệnh vật nuôi. Thứ nhất, tại sao các bạn phải điều trị bệnh vật nuôi? Nó nằm vào khung niềm tin và kết quả. Bạn phải tự tin làm điều đó, bạn tự tin để tham gia thì nó sẽ ra kết quả. Và bạn nhớ tôi một điều rằng trong cái công thức này thì cái kết quả là cái thứ bạn cần phải đạt được. Thế thì cái việc đơn giản, bạn phải tự tin lên, bạn phải bắt tay vào, bạn làm nó và bạn hoàn thành nó để bạn được một kết quả nhất định. Và cái câu chuyện này nó sẽ bắt đầu bằng những cái kế hoạch, những cái checklist. Khi các bạn tham gia vào, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm. Bạn bắt tay vào, bạn chẩn đoán, bốc thuốc, kê đơn thì bạn sẽ tìm ra được kết quả cho công thức của mình. Và các bạn nhớ lúc nào bạn cũng đặt câu hỏi tại sao nó lại như thế này, tại sao nó lại như thế kia, tại sao nó như thế này. Các bạn phải đặt câu hỏi liên tục tại sao. Khi mà bạn làm được những điều đơn giản này, bạn làm được những điều này thì đó là hạnh phúc của khách hàng của bạn và bản thân bạn sẽ được niềm vui nhân lên rất cao, tại vì bạn đã giúp đỡ được mọi người giải quyết vấn đề của họ. Các bạn có thể tập trung vào nhu cầu của khách hàng để đạt được tất cả những điều tuyệt vời này. Và ba cái điều tôi vừa chia sẻ với các bạn, nó sẽ là mấu chốt để có thể giúp cho bạn điều trị bệnh vật nuôi một cách đơn giản, hiệu quả. Tôi nhắc lại, thứ nhất đó chính là niềm tin. Thứ hai là bạn hãy bắt đầu bằng checklist, nó gọi là cái kế hoạch hoàn thành những bước nhỏ để đi tới được một cái chẩn đoán chính xác. Và cái điều thứ ba đó chính là khi các bạn tạo ra được một cái điều tuyệt vời thì các bạn sẽ nhận được cái hạnh phúc, bạn nhận được sự cảm ơn, bạn nhận được niềm vui cho công việc của các bạn. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật của mình. Và nếu các bạn thấy chia sẻ của tôi thú vị cho các bạn có thể chia sẻ cái video này, hoặc các bạn có thể sub vào kênh YouTube của Xuân Trịnh để nhận tất cả những món quà tuyệt vời của nhà đào tạo Xuân Trịnh. Xin cảm ơn quý vị.